Ánh nắng mặt trời và nhiệt độ dễ chịu đảm bảo một ngày với trải nghiệm khó quên đối với chú rể Johnny Pacheco và cô dâu Heidi Pacheco. Cặp đôi đã mất 3 ngày để đi từ La Paz lên núi Illimani. Tuy nhiên, cả hai đến từ thành phố Cochabamba, Bolivia. Họ là những người yêu thể thao và yêu thiên nhiên, yêu núi non. Chính vì lẽ đó, họ đã quyết định thực hiện lễ kết hôn trên đỉnh núi này. Chúng ta đang ở rất gần thiên đường. Chúa ban phước lành đến với các bạn từ trên đỉnh núi Ilimani. Cặp đôi làm lễ kết hôn trên đỉnh núi Ilimani ở độ cao 6.439m trên mực nước biển. Núi Ilimani có thể nhìn thấy rõ từ thủ đô La Paz của Bolivia. Đỉnh núi quanh Nam Phủ Tuyết Trắng thường được gọi là Tuyết Vĩnh Cửu. Núi Ilimani thường được nhắc đến trong các tác phẩm âm nhạc, văn học của người bản địa Aymara.